Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một chú gà mái á. Đây nha mọi người, chú gà mái này được làm bằng cao su nha mọi người, nguyên khối rất là đặc mọi người ạ. Đây nó phát họa giống hệt con gà từng chi tiết luôn mọi người nha. Mà con gà này nó có màu hơi cả nâu đen mọi người, rất là nhiều màu. Đây thì có ở dưới này thì có một cái bàn. Video của mình đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like cho kênh của mình nhé. Đây mọi người, cố định con gà mọi người nha. Để con gà đứng được nha. Cái này thì các bạn có thể mua về để deco nha. Nhà cửa deco những cái khu vườn ngôi nhà tiểu cảnh mini các bạn định làm. Các bạn có thể mua về dùng để các bé chơi. Các bé nhận biết về các con vật nha. Các bạn có thể mua sản phẩm này những nơi bán đồ chơi trẻ em hoặc là các bạn có thể mua trên Shopee nha. Đây là màu của chú gà mọi người. Nhìn thấy gà như thế này mình lại thèm thịt gà ngang đấy mọi người ạ. Mọi người có thích ăn thịt gà không? Thịt gà rất là ngon nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tô màu cho con mặt trời. Anh Long mới đưa cho anh một trái hoa với đây sao? Các bạn có thể dùng để trang trí bàn làm việc nhé. Rất là hay mọi người.
Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết phần tông mùa này của mình nhá. Nếu cảm thấy hay nhớ để đặt cho mình một like, một share, một subscribe, một like kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Bye bye. Nó khá là đứng vững các bạn nhỉ, thì ở dưới này nó có một tấm dùng để giữ thăng bằng này, đây đặt lên để đứng nha mọi người. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay tôi sẽ review. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với series tô màu tranh trên kênh của mình. Ngày hôm nay mình xin tô một bức tranh, đó là một trang phục nam và nữ, và chúng ta cùng nhau đi vào cái series tô màu của mình nhé. Để sẽ bắt đầu. Cùng nhau bắt đầu bức tranh. Nhất là bức tranh màu chiếc áo màu của nam. Chúng ta sẽ có một chiếc áo màu tay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến series tô màu nhé. Ok, và bắt đầu vào video luôn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà.